Rồi, hôm nay Yên sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bước nhảy mà để các bạn đi bar hoặc đi đám cưới các bạn nhảy nha các bạn nhé. Đó, rất là đơn giản thôi ạ. Các bạn lưu ý nhìn kỹ cái chân của Yên nhá. Cái quan trọng nhất là các bạn phải nhìn kỹ cái chân của Yên xem là Yên nhảy như thế nào nhá. Các bạn siết cơ bụng vào cho Yên, siết cho nó gọn cái bụng vào cho Yên. Đó, xong rồi các bạn nhìn cái chân của Yên nhá. Đó, được chưa ạ? Dậm xuống này. Khi cái chân co lên, đồng thời cái chân co lên thì là sao? Cái hông của bên tay trái của mình đẩy sang bên. Dậm xuống này thì cái hông của chân bên phải co này, đồng thời này đánh sang này, được chưa ạ? Đó, lại co lên lại hạ về này, trở về bên trái này, đánh sang lại giật sang bên phải, được chưa ạ? Đó, mọi người nhìn kỹ chân của Yên nhé để học nhé. Co, đồng thời co lên thì cái hông của bên trái đẩy sang, dậm xuống, kết hợp đẩy hông sang bên phải nhé mọi người nhé. Đó, mọi người bắt buộc mọi người phải chùm cái gối xuống giúp Yên nhé. Đó, cái bước nhảy rất là đơn giản. Khi mà các bạn học được cái bước nhảy được rồi thì các bạn có thể đi bar, đi nhảy đám cưới nhá. Đó, rất là tự tin đúng không ạ? Cái bước nhảy đơn giản thôi mà rất là dễ học nha các bạn nhé. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Các bạn là học từng chân một, từng bên một chị Yên, học từng bên một chị Yên nhé. Khi các bạn thạo rồi thì các bạn nhảy ghép nhé mọi người nhé. Đây ạ, một đó, các bạn đồng thời các bạn co lên, các bạn đánh cái hông của chị Yên. Đó, nhìn kỹ cái chân của Yên, co lên và cái mông của Yên đánh như thế nào khi đồng thời co lên. Đó, được chưa ạ? Thả xuống. Mọi người chưa quen ấy thì mọi người hãy dậm, học dậm cái chân này cho Yên. Đó, xong rồi kết hợp đánh hông. Cái chân dậm thạo rồi thì kết hợp đánh cái hông cho Yên. Đó là dành cho những chị em nào mà khó học nhất nhá, khó học nhất, cảm thấy khó học nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với cái tay nhá mọi người nhá. Cái tay của chúng ta để như sao cho đẹp ạ. Khi chúng ta để cái tay sau để nhảy cho nó đẹp thì các ta hãy để cái tay, lắm cái tay vào nhé. Hoặc là có thể chúng ta giơ cái bàn tay, hoặc là chúng ta có để thể để như này cũng được nhé. Để thế nào cũng được nhé. Làm sao tùy ý của mình, thích để nào cho đẹp thì để nhé mọi người nhé. Đó, kết hợp tay nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn ơi, tăng tốc nhanh dần dần cho Yên nhé. Tăng tốc nhanh dần dần cho Yên. Đó, các bạn chỉ cần học những các bước đơn giản vậy thôi. Như có thể chúng ta đi bar, đi đám cưới chúng ta nhảy rất là tự tin luôn nhé mọi người nhé. Có bước nhảy cực là đẹp luôn nhé mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi mà các bạn nhảy thạo rồi, nhanh nó là như vậy nhé mọi người nhé. Cái bước nhảy đơn giản thôi mà chúng ta dễ học thôi. Nhưng chúng ta nên cố gắng học được những các bước nhảy đơn giản như thế này để mà chúng ta đi nhảy đám cưới cho đẹp nhé. Đó, cong cái mông lên ạ và ưỡn cái ngực về đằng trước một xíu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất là đơn giản đúng không ạ? Các bạn cứ lặp đi lặp lại cho vậy, như thế cho Yên nhé. Lặp đi lặp lại cho Yên để nhảy, để cho cái bước nhảy cho nó thạo dần cái chân. Khi chân quen được chân và kết hợp quen được cả tay rồi thì lúc đó chúng ta sẽ nhảy nhanh nhé, tăng tốc nhanh và theo nhạc nhé. Đó, nào bắt đầu lại từ đầu nhé. 1, 2, 3. Thật chậm, bước 1 để kết hợp cái tay. Mọi người đặt cái tay lên cho Yên. Mọi người hãy đặt cái tay, khuỷu tay lên, chống khuỷu tay lên cho Yên. Đó, kết hợp luôn nào. Co chân nào. 1, 2,
Nào, chúng ta lại từ đầu nhé. Chúng ta lại từ đầu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In hướng dẫn từng bên một nhé. In hướng dẫn từng bên một để cho mọi người học cho nó dễ nhé. Đó, rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bên trái nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người được chưa ạ? Thọc bên một cho Yên. Đó, khi vào nhạc chúng ta nhảy nhảy nhím ra, nhảy nhảy như này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok chưa ạ? Tí nữa Yên sẽ cho vào nhạc nhé. Yên sẽ cho vào nhạc để các bạn nghe, để kết hợp với nhạc để xem nó như thế nào nhé mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Rồi. Là bắt đầu lại từ đầu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yên sẽ dạy. Bây giờ đoạn 2 để Yên hướng dẫn coi là lối liền luôn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đoạn cuối chúng ta kép luôn đấy mọi người nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Nhìn kỹ chân của Yên vào mọi người ơi. Rất là đơn giản, cố gắng học cái bài này để mình đi bar, đi nhảy đám cưới cho nó bốc lửa nha mọi người nhé. Khi mà nhạc vào nhảy lên nó rất là bốc luôn mọi người, rất là đẹp luôn nha mọi người nhé. Đó. Và cái kỹ thuật hỏi để làm sao mà các chị em nhảy làm sao để cho nó dẻo thì mọi người hãy lưu ý là phải nhún sâu cái chân giúp Yên thì nó mới dẻo được nhé. Nhún sâu với cái chân, cái gối của mình này phải có sự nhún sâu một xíu thì nó mới làm cho mình dẻo được. Đây ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, các bạn chỉ cần nhún sâu là các bạn nhìn nó thấy nó sẽ đẹp hơn rồi, được chưa ạ? Được chưa ạ? Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó. Khi mà các bạn thạo rồi thì các bạn có thể như là tự mình tạo ra những các bước nhảy có thể thay đổi khác một xíu nhé mọi người nhé. Đó, thay đổi khác một xíu là do mình nhé. Thế khi các bạn thạo rồi ấy, nhảy thạo rồi, nó có thể như là các bạn sẽ tự mình sẽ nghĩ ra được những các bước nhảy có thể như khác của Yên một xíu nhé mọi người nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Đây, Yên sẽ làm thật chậm lại nhé. Và cái bước nhảy này là rất chị em, các chị em rất là nhiều người thích cái bước nhảy này, là ở bên Facebook nhá, Yên sẽ nhảy, Yên sẽ ghép nhạc và nhiều chị em cũng thích xem rồi là thích, là yêu cầu Yên rất là nhiều nhá. Mọi người hôm nay sẽ lưu ý, những ai mà thích cái bài nhảy này thì hãy ấn theo dõi để mà học học cái bài nhảy mà mọi người yêu thích nhá mọi người nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Đó, mình thích bài nào thì mình sẽ học cho thật thuộc cái bài đó. Rồi xong mọi người hãy
Rồi, tiếp tục với mọi người nhé. Thank you.